Một năm thì được vài ngày Tết, Trung Thu sắp đến rồi. Quý anh chị chủ doanh nghiệp đang băn khoăn không biết phải chọn quà gì cho nhân viên hay đối tác. Thời buổi kinh thế thì khó khăn, chọn quà sao cho vừa ấn tượng nhìn về vừa hợp túi tiền, ăn không đau cái đầu phải không các anh chị? Em có giải pháp cho các anh chị đây. Đã là Tết Trung Thu thì vẫn cứ nên có bánh Trung Thu đúng không các anh chị? Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một siêu phẩm của bên em, đó là bánh Trung Thu dành riêng cho doanh nghiệp. Bánh tươi không chất bảo quản các anh chị nha, với 8 loại nhân nhân bánh siêu đặc biệt, siêu cấp, cao cấp ngay từ nguyên liệu luôn các anh chị nhé. Không chỉ ngon bên trong đâu ạ, mà còn đẹp bên ngoài. Vỏ hộp thì được bên em chăm chút rất là kỹ lưỡng, tôn vinh ý nghĩa văn hóa sơ khởi của Tết Trung Thu. Macca VIP năm 2023 thì gói chọn những sản vật ở những thời điểm vụ ngon nhất, mang phong vị quê hương cũng như sự độc đáo của các quốc gia trong từng chiếc bánh. Bước sang năm thứ 6 đồng hành cùng niềm vui Trung Thu của khách hàng rồi, Macca VIP đang tiếp tục nỗ lực để mang tới những trải nghiệm duy nhất, một phiên bản đặc biệt, những chiếc bánh thơm lành nhất. Bộ sản phẩm mang tên Mùa Trăng Châu Á, Phong Vị Việt Nam và Thơm Ngát Việt Nam của năm 2023 đã và đang tạo nên một cơn sốt rất lớn trên thị trường bánh Trung Thu năm nay. Hãy liên hệ ngay với bên em để được tư vấn, giá siêu hời các anh chị nhà, chiết khấu cao dành cho các doanh nghiệp. Để lại thông tin ngay cho em.